Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng hôm 11 tháng 1 trả lời câu hỏi của phóng viên về việc các bộ trưởng ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ra tuyên bố về duy trì và thúc đẩy ổn định hàng hải ở Đông Nam Á. Bà Hằng nói rằng tuyên bố này thể hiện sự đoàn kết và tiếng nói thống nhất vai trò trung tâm và quyết tâm của ASEAN trong bảo vệ hòa bình, ổn định, xây dựng các vùng biển trong đó có Biển Đông, thành không gian hợp tác và phát triển, theo Thông tấn xã Việt Nam. Bà cũng được dẫn lời nói rằng tuyên bố của ASEAN cũng tái khẳng định lập trường, nguyên tắc trong xây dựng lòng tin, kiềm chế giải quyết hòa bình các tranh chấp dựa trên luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Tuyên bố cũng chuyển tải thông điệp của ASEAN là mong muốn các đối tác ủng hộ, đóng góp xây dựng để cùng hiệp hội hiện thực hóa quyết tâm trên, bà Hằng nói, theo Thông tấn xã Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm của ASEAN, Việt Nam luôn sẵn sàng chung tay cùng các nước thành viên ASEAN và các đối tác trong nỗ lực này. Tuyên bố của các ngoại trưởng ASEAN hôm 30 tháng 12 thừa nhận sự cần thiết phải duy trì và tăng cường sự ổn định hàng hải trong khu vực của chúng ta và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác hàng hải và tìm kiếm các sáng kiến mới hướng tới mục tiêu này.